Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp mô được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgalena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mua các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này đấy. Đây là cái hầu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 4. Đích 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy, các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơsướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhá. Ok. Lừa bộ đi rừng. Game này game kiểu để lẻn khó nhé. Thôi toàn khó nhá. Cái game này lên riêng chẳng thích thôi. Full đam nhá. Wow. Full đam đến đâu đến các bạn nhá. Game này lên tanh nhưng mà được chế game. Nhưng mà lên tanh như là đéo của đám. Chào mừng đến Bình Nguyên Vô Tận. Mà mình chơi không đám mà không quen. Rồi, let's go. Đi chơi. Nha, lập nha. Một bạn 10k nha. Nha. Đổi xong đấy. Chuột 20 sát. Hợp lý luôn. Kiếm đua. Ủa rồi, game này nó cũng không chạy nữa. Con nó khóc nó chỉ game monster mà khá ta dự kê ra nên là lấy cuối cùng chạy luôn. Nói cái gì? Nói cái thấy tao mà thật. Hãy chú bằng rút lui. Giúp đi, giúp đi, ghi đuôi ơi. Giúp bằng cái giúp nào. Mới vô đã chết rồi vậy. Ảo thật đấy. Ui. Toàn máy đứng lại. Hãy xuống bằng trước. Sao lại toàn lên cái phá này nha. Nguy hiểm, gắn mất mũi xanh. Thằng Hãy xuống mà chủ đích cướp là mình mất cái phá đấy. Mày đi đắt ở ghê lắm chú ạ. Thằng nào. Thằng gớm đấy. Our ally has been defeated. Okay. Now you're not going to make it out. What is this? You can't see the middle of the world. What is this? 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 Tập lóc vào đường xấu luôn. Nó về rồi chú ơi. Giết được. Ua. 2 giây. Toán được. Ui. Máu à. Hết chiếu cháu ạ. Cái phá đi bổ 3 thì được. Khả năng cái phá này thắng nhau với thằng lửa bổ luôn á. Để cho giết thằng gì. Một trừng phạt. Hay rồi. Máy chứ. Máy thằng lừa bố không có trừng phạt. Sửa mất thì con nghe. Đợi bị toàn tính nha. Để tắt đi bật lại nó mới hết đi đây được. Tính làm bao nhiêu thì anh bao cánh thả. Ok, mọi người chờ 5 giây nha. Otis. Đã máu quá anh em ạ. Tập lọc ngay vào xanh cái chủ nào. Hay rồi. Sorry anh em không nhầm rồi, sorry anh em. Không có. Thằng Jesus đặt bài hay lắm. Con này khó chịu quá, mệt lắm.
Tao phải quá sánh nó với chú á. Đánh hơi căng mọi người. Ông qua đi chú, ơi, chú qua đi. Qua đi. Chú quá cái pha này nằm ăn nơi này. Không, lừa bố trên rồi. Hết mà. Ủa? Ra mà. Hết mana đi khỏi bẫy. Ná gầy cảnh đấy nghe. Cua đang rồng nè. Kết được. Nhanh. Haste. Chú ơi đánh nè, Lavin tì lên nè. Đánh được. Thôi xong rồi, đá của tao quên không ra. Chạy à. Mày chạy đâu cũng lợi. Chạy đâu. Cảm ơn anh. Chú ơi, tôi xong rồi. Kêu. Chạy đi chú. Ôi trời, cổ mana tục tục cấn 10 phải để nó tục thê luôn. Cổ mana cấn 10 anh em ạ. Không có gì. Cái độ kém 10k luôn. Dù như nhìn cái này, bà này nhìn hổ cho mình cứu đô của mình kể kia. Chúng mình đánh thân nia đi thôi. Con cá 07 rồi à. Tiếp rồi. Mình cái đồ kém rồi mọi người ơi. Trời ơi, phải nhìn đồ của mình mà chơi chứ các bạn. Các bạn tính quá một đường thì ăn đô nhau. Các bạn tính được cái lúc cứu chứ, 8k1 vào thôi. À, tập lóc phải giàu dư. Hack map nhiều lắm nha tập lóc ạ. Bật thứ ba thì người ta chạy cái đồ dây su lên chú ơi, thật gì rồi. Hay kìa. Bật thứ ba thì người ta chạy có gì đâu, có thằng đi đu thì vớ vẩn là mình phải quật được chết đấy anh em ạ. Mấy cái thằng cứ láo láo như vậy la đập chết, xong tụi ta chạy. Mẹ nó đặt mắt khắp mớ nơi luôn, thằng ấy su đánh kính thật đấy. Đố mà, ôi giời. Qua nó bắn đi cái nghe. Anh Zena này. Zena này cấn được chứ. Nhanh chú. Đâu rồi. Rồi sắp nó lá bí lên máy. Tao không ghê thì ai ghê. Về ghê. Đầy thằng chảo ơi. Thằng luôn á. Thằng đi. Thích cái đánh nhau bên này luôn. Ủa đi đồng của mắt rồi. Ủa đi mắt chú rồi. Ở đây sẽ. Mình là giấc mơ. Tôi đưa mắt em các anh, em lại cấn các anh rồi chứ. Xuống vô đây, em xuống vô đây chơi. Em lại cấn các anh luôn á. Em không ngả lại đâu. Đó, lên ta chạy cái chủ này phát. Ui, yếu hết rồi kìa, chú ơi. Mày nghe bởi vì mùi mẹ rồi anh em ơi, mùi mẹ con này không? Mẹ hai chục mẹ. Kinh rồi chú ơi, kinh rồi chú ơi. Kinh là đẹp. Đủ ngon lành. Ui, nó ra kìa. Đừng nha, đừng ra test nha. Đúng chơi được test như vậy đó nha. Chú ơi, em xuống ra nè. Em xuống kìa. Cái này láo rồi. Em xuống mất tóc biến chú ơi. Nó mất tóc biến rồi, hết tiên luôn rồi. Tao cổ giáp hồi xích nên tao không sợ ai đâu, tao cấn cả đó. Cái thằng Aesu đi làm thật, nên chủ bị giết nó. Kèm một mạng 10 sao, 10k nha mọi người. Hỗ trợ tôi với. Đang chạy kèm một mạng 10k. Rồi, tao cái dây phát anh em ạ. Ô hết cận rồi đúng không? Nó là thuộc giáp một sinh rồi mà. Mày nhìn nào thay mọi người. Thôi. Em muốn chơi là em chơi á. Xúc được. Đây, chú đây. Chậm. Bỏ, tốc điểm chưa? Đây này, cặp lóc đi. Thằng ấy xuống đá này. Chú nhảy vào phát này. Wow, xịt kêu bá đéo. Đéo mất một máu ạ, đéo hiểu cái gì. Bật kêu bá nào, bật. Mặt cái bán ta này cũng cút. Có gì đâu. Mẹ anh có cá anh sụp rửa cái bán. Mẹ đi đông thì thấy bầy nó sao nha. Càng quá.
Sao đi đi đâu thì bày cái trò thù nó kính cực. Không biết nó đi đâu, ông thấy nó luôn á. Không hiểu nó thò lại bày kiểu gì luôn, không thấy đấy. Kính con mày, ok con, chú Phương đẩy đi. Ok, đi. Ăn kính đi. Đâu ơi, tặng ăn nè. Ăn kia phải tặng chứ. Buồn đâu. Xong rồi. Chú ơi, đẩy đi chú ơi, cho cậu đi. Đây con, chú đây. Con đang lao thủ nha. Con đang đi á. Đây chú ơi, xong rồi. Về, con cắt đi là thua. Đừng đánh nha chú. Mình chia ra đẩy đi cho nó dính nha. Đây đây, chú ăn cái chú hai con nó đi nha. Ok. Nói về bắt chú đấy. Rồi ok, không bắt được chú đâu. Làm sao bắt được chú? Bắt được cho nó 10.000. Rồi tụi nó về hết rồi. Cho đẩy dính thế này. À, tao solo kill mi đó. Còn đây đó. Ok, ấy xuống đi cháu ạ. Chạy được chú ơi. Chạy được. Chú ơi này, cố lên. Chủ được con khá nuôi máu đây này. Chủ có liêm á. À cháu, không cho nó đây này. Để chủ đầy nha. Ok. Như. Legendary. Quá quýt mẻ luôn đó. Quýt được, nó đang kiếm công rồi chú ơi. Mày hàm những người ăn kinh công. Tao có liền. Win luôn. Đéo hiểu ăn kinh công là kéo gì vậy ạ. Khổ thật ý. Đéo hiểu sao nó lệch mình làm gì nhỉ. Hay là tứ thu cả nhật anh em. Cái game cái kiểu tứ thu vậy. Sao cái game kiểu tứ thu cả nhật vậy. Sao lại lệch mình làm gì nhỉ. Sao không ăn hay không. Vì ba mạng. Chậm 30k. Con liêm. Nó là một cái liệt minh. Tìm quá dễ. Thấy nhỉ.